Bây giờ nói cái chuyện rút quân, với tư cách là một tướng lãnh, thiếu tướng nhận định sao về cuộc rút quân ở quân đoàn 1 với cái lệnh tiền hậu bất nhất của Tổng thống Thiệu lúc bấy giờ? Đấy thì tôi nói với anh là lúc đó là thế này, sau khi mất quân đoàn 2 rồi thì nó là chấn động, anh biết không, nó chấn động cả cái cấp lãnh đạo tối cao ở trên của mình. Hồi nãy tôi dùng cái chữ là cái khó nó bó cái khôn, anh hiểu không? Không biết lúc đó tình hình là thế nào, tôi không biết, tôi đứng vào cái địa vị của ông trưởng tôi cũng có thể nói được, nhưng mà giờ ông trưởng mất rồi, anh thấy chưa đâu, còn ông Thiệu ông cũng mất rồi, anh thấy chưa đâu, thành ra tôi không thể nào tôi phê phán được. Anh hỏi tôi của đó tôi không thể phê phán, nhưng mà tôi vẫn nói là lúc đầu đó Ban Mê Thuột đó mất thì mất, quân đoàn 2 không có giúp, quân đoàn 2 không rút thì tự nhiên nó cũng mất quân đoàn 1. Anh biết cái quân đoàn 2 nó mất, nó giống như cái đòn gánh mà anh biết không, Thế là bị chặt giữa ở đường đó, đấy. cái đòn gánh mà nó gãi hai cái thúng hai đầu là quân đoàn 3, quân đoàn 4 và quân đoàn 1, ở đây nó mất tiếp tế, anh thấy chưa đâu. Thì chính cái nó đã làm hoang mang cho quân đoàn 1 nữa, mà nó làm cho ông Thiệu khó khăn nghĩ không biết làm sao tiếp tế rồi kia, anh thấy không? Thành ra Nhưng mà khi thiếu tướng nói vậy thì cái yếu tố mà đưa đến Sài Gòn sụp đổ vẫn là từ cuộc rút quân quân đoàn 2. là cụ có người không biết là Nó là một yếu tố chính, tại vì mất quân đoàn 2 thì tức là đó như một cái đòn gánh ở giữa nó bị gãy rồi, thì cái quân đoàn 1 có bây giữ thì giờ cũng đó không có tiếp thì nhận đó là tôi được. nói anh nghe,